Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 19 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Tổng thống Donald Trump liên tiếp ra đòn nhắm vào Việt Nam. Chỉ trong một ngày 16 tháng 12 mà chính quyền Việt Nam liên tiếp nhận hai tin rất xấu từ chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia thao túng tiền tệ, thì Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thông báo trừng phạt công ty vận tải khí hóa chất Việt Nam PCT và giám đốc công ty là ông Võ Ngọc Phụng vì cho rằng công ty này đã tham gia vào giao dịch đáng kể trong việc vận chuyển dầu từ Iran. Chính quyền của Tổng thống Trump vào hôm 16 tháng 12 đã chính thức dán nhãn thao túng tiền tệ lên Việt Nam và Thụy Sĩ. Đây là hình ảnh chụp màn hình báo cáo về chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ vào hôm 16 tháng 12 trên trang web của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ, trong đó công báo việc chính thức đưa Việt Nam và Thụy Sĩ vào danh sách các nước thao túng tiền tệ. Bộ Tài chính Mỹ cũng nói rằng trong khoảng thời gian tính tới tháng 6 năm 2020, Thụy Sĩ và Việt Nam đã can thiệp mạnh vào thị trường tiền tệ nhằm điều chỉnh hiệu quả cán cân thanh toán. Bộ trưởng Tài chính Mỹ ông Mnuchin cho biết trong một tuyên bố rằng bộ này đã thực hiện một bước quyết liệt vào ngày hôm nay để bảo vệ tăng trưởng kinh tế và cơ hội cho người lao động và kinh doanh doanh nghiệp Mỹ. Để bị dán nhãn thao túng tiền tệ, các quốc gia ít nhất là phải vi phạm 3 tiêu chí bao gồm có thặng dư thương mại song phương hơn 20 tỷ đô la so với Hoa Kỳ, hoặc là can thiệp ngoại hối vượt quá 2% tổng sản phẩm quốc nội, hoặc là thặng dư tài khoản vãng lai toàn cầu vượt quá 2% GDP. Việt Nam và Thụy Sĩ đã vượt xa các tiêu chí này với mức can thiệp ngoại hối lần lượt là 5% và 14% của GDP. Báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ cho biết Việt Nam can thiệp ngoại hối một phần bằng cách hạ giá tiền đồng là nhằm hạn chế đạt được lợi thế thương mại, trong khi Thụy Sĩ là nhằm ngăn chặn việc điều chỉnh cán cân thanh toán hiệu quả. Việc bị dán nhãn thao túng tiền tệ đã khiến Việt Nam có nguy cơ bị Mỹ hạn chế quyền tiếp cận với các hợp đồng mua sắm chính phủ và nguồn tài chính cho phát triển theo luật của Mỹ. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. Việt Nam cũng có thể bị Mỹ đánh thuế lên một số hàng hóa xuất khẩu do cố tình hạ giá tiền đồng. Kết quả của một cuộc điều tra riêng của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ được thúc đẩy từ báo cáo của Bộ Tài chính nước Mỹ. Hãng truyền thông Reuters cũng cho biết Phòng Thương mại Mỹ vào hôm 16 tháng 12 năm 2020 cũng kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ không áp thuế lên Việt Nam do có buộc định giá thấp tiền đồng. Đồng thời cho rằng Việt Nam không đáp ứng 3 tiêu chí của Bộ Tài chính Mỹ để dán một nước là thao túng tiền tệ. Trong một cuộc phỏng vấn, lãnh đạo Phòng Thương mại Mỹ nói rằng bất kỳ động thái nào của Mỹ nhằm áp thuế lên Việt Nam trước phiên điều trần cuối tháng 12 sẽ bỏ qua các thủ tục được thiết lập và gửi một thông điệp xấu đến Việt Nam, đồng thời sẽ gây tổn hại mối quan hệ song phương. Một số lãnh đạo doanh nghiệp cũng lo ngại Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể áp thuế lên Việt Nam trước phiên điều trần vào cuối tháng 12, nhưng một nguồn tin của hãng Reuters đánh giá rằng việc này có vẻ khó xảy ra. Trung Quốc cũng từng bị dán nhãn thao túng tiền tệ vào tháng 8 năm 2019 khi căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc lên đến đỉnh điểm, nhưng đã được trấn án vào tháng 1 năm 2020. Hai ngày trước khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới ký kết một thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Tuy nhiên, báo cáo vào tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính Mỹ lại tiếp tục đưa Trung Quốc vào danh sách giám sát cùng 9 nền kinh tế bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Ý, Singapore, Malaysia, Đài Loan, Thái Lan và Ấn Độ. Những nước này đã bị Mỹ đánh giá là có thể đã cố tình phá giá đồng tiền của mình so với đồng đô la. Đại dịch COVID-19 cũng đã làm lệch dòng chảy thương mại và làm gia tăng thâm hụt của Hoa Kỳ đối với các đối tác thương mại, một nguyên nhân gây khó chịu cho Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump, người đã nhậm chức cách đây 4 năm, một phần nhờ lời hứa thu hẹp khoảng cách thương mại của Hoa Kỳ. Về phần mình, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng cho biết sẽ làm việc với các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ để đảm bảo một mối quan hệ thương mại hài hòa và công bằng, và rằng Việt Nam coi trọng mối quan hệ kinh tế, thương mại ổn định và bền vững với Hoa Kỳ. Đây là hình ảnh trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng tuyên bố trong một văn bản khẳng định rằng
chính sách tỷ giá hối đoái của Việt Nam trong nhiều năm đã được điều hành theo hướng kiểm chế lạm phát, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế không công bằng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng khẳng định thặng dư thương mại song phương với Hoa Kỳ và thặng dư cán cân vãng lai là kết quả của hàng loạt yếu tố liên quan tới đặc thù của nền kinh tế Việt Nam. Đồng thời cũng giải thích rằng việc Việt Nam mua ngoại tệ can thiệp trong thời gian qua là nhằm đảm bảo hoạt động thông suốt của thị trường ngoại tệ trong bối cảnh nguồn cung ngoại tệ dồi dào, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời củng cố dự trữ ngoại hối của nhà nước vốn ở mức thấp so với các nước trong khu vực, để nhằm tăng cường an ninh tài chính và tiền tệ quốc gia. Cũng chiều ngày 17 tháng 2, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Bộ Tài chính Hoa Kỳ xác định Việt Nam thao túng tiền tệ. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết như sau. Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có thông tin cụ thể về vấn đề này. Báo chí cũng đã đăng tải đầy đủ trong 25 năm qua, đặc biệt là từ khi thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã chứng kiến những bước phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh tế, thương mại và đầu tư. Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ kinh tế, thương mại với Hoa Kỳ, thực hiện nghiêm túc các cam kết cấp cao, thỏa thuận thương mại giữa hai nước cũng như cam kết thương mại đa phương khác. Việt Nam cũng duy trì đối thoại và tham vấn trên tinh thần xây dựng với Hoa Kỳ để đối xử các vấn đề vướng mắc trong quan hệ kinh tế, thương mại song phương theo hướng bền vững và hài hòa lợi ích của cả hai bên. Cũng theo người phát ngôn, bà Lê Thị Thu Hằng, người có bất kỳ vấn đề nào phát sinh trong quan hệ hai nước, Việt Nam đều có trao đổi tiếp xúc với phía Hoa Kỳ trên tinh thần thẳng thắn và cởi mở nhằm tháo gỡ các vấn đề này. Việt Nam luôn mong muốn quan hệ hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ, phù hợp với lợi ích của hai bên. Đây là hình ảnh chụp màn hình thông cáo vào ngày 16 tháng 12 của Bộ Ngoại giao Mỹ về việc trừng phạt công ty vận tải khí và hóa chất Việt Nam, viết tắt là PCT, và giám đốc của công ty này là vì vi phạm lệnh cấm vận với Iran. Tuy nhiên, cũng trong ngày 16 tháng 12, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng loan báo áp đặt chế tài lên công ty vận tải khí hóa chất Việt Nam theo sắc lệnh hành pháp số 13846 vì cố ý tham gia trong hoặc sau ngày 5 tháng 11 năm 2018 trong một vụ giao dịch quan trọng để vận chuyển sản phẩm dầu từ Iran. Đồng thời, Bộ cũng áp đặt chế tài theo sắc lệnh hành pháp 13846 lên giám đốc công ty là ông Võ Ngọc Phụng trong tư cách giới chức điều hành chính của công ty. Bộ Tài chính của Hoa Kỳ cũng ra thông cáo đưa ông Võ Ngọc Phụng, 39 tuổi, và công ty vận tải khí và hóa chất Việt Nam vào danh sách các cá nhân và thực thể bị chỉ định đặc biệt thuộc diện quản lý của Văn phòng Quản trị Tài sản nước ngoài của bộ này. Công ty vận tải khí và hóa chất Việt Nam, viết tắt là PCT, tên giao dịch trước đây của công ty là Cổ phần Dịch vụ Vận tải Dầu khí Cửu Long, trụ sở thành phố Hồ Chí Minh, sẽ bị chặn các khoản vay tín dụng từ các định chế tài chính Hoa Kỳ, cấm chuyển đổi ngoại tệ và các giao dịch với ngân hàng Mỹ, đóng băng tài sản và các lợi ích tài sản, cấm đầu tư hay nhập khẩu từ Mỹ. Ông Võ Ngọc Phụng bị đưa vào danh sách đặc biệt này theo sắc lệnh hành pháp EU 13846 được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký từ năm 2018. Theo đó, phía Mỹ sẽ chặn các giao dịch ngân hàng, chặn các giao dịch nhập khẩu, phong tỏa tài sản và các lợi ích về tài sản. Cũng trong cuộc họp báo vào ngày 17 tháng 12, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng nói tiếp rằng Việt Nam lấy làm tiếc về việc Hoa Kỳ trừng phạt công ty vận tải khí và hóa chất Việt Nam PCT và giám đốc của công ty vì vi phạm lệnh cấm vận đối với Iran. Đây là hình ảnh người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao lần thứ 21 ngày 17 tháng 12 năm 2020. Bà Hằng cũng cho biết rằng quan hệ giữa Việt Nam và Iran luôn công khai, minh bạch và hợp pháp. Bà nói giao dịch thương mại giữa Việt Nam và Iran là hàng hóa dân sinh, phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và không trái với quy định liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Việt Nam luôn lấy làm tiếc về quyết định của chính phủ Mỹ và đề nghị phía Mỹ trên tinh thần quan hệ tốt đẹp giữa hai nước sớm dỡ bỏ lệnh biện pháp đối với công ty cổ phần vận tải khí và hóa chất Việt Nam, không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế bình thường của các doanh nghiệp Việt Nam. Trước đó, một doanh nghiệp vận tải khác của Việt Nam cũng bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ chế tài vì vi phạm lệnh cấm vận với Bắc Triều Tiên. Đó là vào hồi 8 tháng 12, Hoa Kỳ cũng đưa tên công ty Thịnh Cường ở Hải Phòng vào diện quản lý đặc biệt theo sắc lệnh hành pháp số 13810.
Hoa Kỳ cũng phong tỏa tài sản của tàu Star 14, 18 của công ty Thịnh Cường vì tàu này đã chở than từ cảng Songnim, Triều Tiên về một cảng ở biển Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 19 tháng 12 năm 2020 với bản tin Tổng thống Donald Trump liên tiếp ra đòn nhằm vào Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.